có chia sẻ là nhiều khi tối 10 giờ mấy gọi anh Tiên cũng sẵn sàng tới chủ yếu để gặp và trò chuyện để mà ăn miếng sushi thật là ngon. Khách hàng xin mời đến đây chia sẻ những cảm tưởng và những kỷ niệm chủ nhân của nhà hàng Udi, nhà hàng sushi Nhật Bản, đó là Kiều Diệm và Hải Lê, sẽ có vài lời chia sẻ. Và em còn biết là không phải là chỉ là anh em ở ngoài đâu mà còn gặp nhau trong công việc là quảng cáo này, làm việc show chung với nhau này, và cũng rất là nhiều năm rồi. Xin được mời anh chị. Thì xin kính chào tất cả toàn thể quý quan khách trong mặt hôm nay. Xin mến chào hai em sinh viên nhé. Phải nói là hồi hộp chưa bao giờ có, là tại vì cảm xúc quá thì những năm làm việc lần sự liên tiếp thương mến của MC diễn viên Đức Tiến như một người bạn, như một người em trai, giống như MC Khánh đã nói rồi, không phải là người cùng ngành với nhau là diễn viên, và Tiến sống quá tuyệt đẹp ở xã hội. Ông bà xưa đã nói câu là cậu chết để da người để tiếng. Cái tiếng của Đức Tiến là được mọi người thương yêu, bằng chứng là tất cả giới nghệ sĩ, showbiz cũng như cộng đồng mạng và tất cả những người chưa từng và đã từng trong nước và ngoài nước đều thương mến em. Đó là một sự thành công lớn nhất mà chị nhận được từ em với cái tuổi trẻ và tuổi đời như thế. Em ra đi vội vàng để biết bao nhiêu trái tim thổn thức. Thì Diễm rất là chuẩn men, người ta đồn như vậy luôn. Nhưng không biết bao nhiêu lần một mình Diễm rơi lệ, để mất đi một người bạn, một người em lúc nào cũng động viên, lúc nào cũng năng lượng đem yêu thương đến cho tất cả mọi người. Lúc nào 9-10 giờ đêm, chị ơi, chị đang ở đâu, anh Hải ăn đâu, chị đang ở nhà, là tiếng bay đến để cùng ăn cùng vui. Chị à, anh chị thương quá, tập cho em ăn ngon quá, bây giờ đi ở cũng khó ăn quá. Và sau đây cách đây một tuần lễ, khách quà biểu diễn với lại Nina Dương cũng tụ hợp lại vẫn lấy một bia rượu sake để mời em, để tưởng niệm tới em mỗi ngày mỗi giây như thế. Và trong bộ phim ra mắt trong một tháng trời quay hình với nhau, cùng đọc bia lá thiên cá, cùng chuyến xe đi, cùng ở một khách sạn, cùng phòng với nhau, nhờ khác giường sake xe cùng một chuyến đi San Diego, vân vân, tất cả những chiếc mà có thể đi chung với nhau. Mà cái mà Diễm cảm nhận là em Tiến sống rất người biết lòng biết ơn, cảm nhận ai cho ra gì và đều chia sẻ, và lúc nào cũng bảo bọc những người bị thắc mắc hay là buồn vì gì. Em là người một động viên, phải nói là tuyệt vời. Em nói chị ơi, cuộc sống là như thế, cứ vui được, cho ra được là sự hạnh phúc. Chỉ cần có một cái kỷ niệm, nếu nói về kỷ niệm hình ảnh thì Diễm phải một tháng trời chọn hình không biết bao nhiêu tấm để chung với em. Nụ cười tươi của em đã đem đến cho mọi người, mất em là mất cả một sự mất mát lớn cho cộng đồng hải ngoại khắp mọi nơi, trong nước và ngoài nước. Vừa hoa âm nhạc đã mất đi một tiếng cười, một cái người tài sắc vẹn toàn và năng lượng. Một lần nữa em ra đi bình an và hạnh phúc, rằng tất cả mọi người đã yêu thương em. Kỳ Diễm mong rằng Bình Phương mình nghĩ lực lên em, can đảm lên em, tại vì em phải làm, vừa làm cha làm mẹ, áp lực trên vai em nặng lắm để yêu thương con. Con vô tư hồn nhiên như vậy mà em phải cho ra cả tình thương và cái giáo dục. Hãy sống thật tốt, tất cả mọi người sẽ đều đồng hành với em, cầu phúc chúc phúc cho em và kể cả mẹ của anh Tiến và người thân yêu của anh Tiến. Một lần nữa cảm ơn tất cả việc Fly TV, tất cả những tình thương của mọi người. Nhưng không thể nào nói hết tên, nhưng cảm tạ lòng tri ân, mong rằng tất cả ở trên sẽ đem mạnh và sức khỏe đến cho hết cộng đồng người Việt hải ngoại và người Việt trong nước. Một lần nữa cảm tạ và vô cùng thương tiếc em Đức Tiến. Hãy lên xin cảm ơn Trung Lâm Thiên Hà Nhà Thủy cũng như mọi người bên đoàn phim, cũng như anh em bạn bè tổ chức cái đưa tiễn Đức Tiến lần cuối cùng. Kính thưa quý vị, là mình sống 44 tuổi mà người ta nghe người ta trời ơi cái người đó đi cũng tiếc
đau khổ. Không nên sống 100 tuổi mà nghe nói lời người ta sợ. Cho nên đức tiến ra đi như vậy cũng là một điều nó mất mát thiệt. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ rằng là tiến đại đức tiến rất là tốt cho đời. Đức tiến chưa làm phiền ai, chưa bị scandal một cái gì hết. Và hãy lên cũng làm việc đức tiến như anh em chúng tôi đi làm với các cũng chung một giờ. Hãy lên cũng chung giường đức tiến, chị biết là mẹ hãy cũng giường nó vui chứ không muốn lấy phòng riêng. Là chúng tôi ăn uống mỗi đêm tâm tình nói chuyện. Đáng lẽ là thứ sáu là hai chúng tôi đức tiến ra tối, nhưng mà đã cảm ơn đức tiến đã tặng vòng hoa cho mẹ Hải ở Việt Nam. Thì mình nghĩ trời ơi, ảnh ra cái là anh em uống rượu nhiều quá không được đàn chay. Anh chỉ là thứ hai thứ ba rồi gặp ai ngờ thì thứ bảy ngày đức tiến đi như vậy. Hải hai mở cửa mặt của em hãy thương tôi được muốn tiến đi cũng được giống Hải đem sức khỏe cho mọi người mà chuyên chưa tới được thì thôi. Thì bây giờ mọi người cũng bớt buồn rằng là đức tiến sống 44 tuổi nhưng mà khi ra đi mọi người thương tiếc chứ cũng không mọi người sống nhiều tuổi cũng không làm gì tốt cho đời. Như nó nói về ông về biết đâu đức tiến còn hôm nay mà đức tiến nhìn thấy được ta đức tiến như thế này là đức tiến cũng mệt mỏi lắm rồi. Thôi thì ai cũng phải đi, không đi trước đi sau. Cầu chúc cho mọi người vui vẻ khỏe mạnh và bình an. Bốn tuổi còn thời gian chúng ta còn có cơ hội gặp nhau mỗi ngày. Thành đây xin chào mọi người. Cảm ơn anh Hải đây về chuyện kiểu gì. Bây giờ như là cái màn chia sẻ buổi sáng đó, quý vị là chương trình tặng lễ thì khách hàng có mời rất nhiều những MC để mà phụ trách chương trình tang lễ. Bởi vì sinh thời Đức Tiến là một MC, cho nên khi mà đưa tiền thì nghĩ rằng có nhiều MC góp một tiếng nói sẽ làm cho Đức Tiến cảm thấy ấm lòng hơn. Sáng giờ thì quý vị đã thấy Khánh Hoàng, Ngọc Khánh, Anh Dũng. Và bây giờ các bạn thấy là có sự xuất hiện của Đỗ Thành cũng đã tới. Đỗ Thành cũng đã có một thời gian gắn bó rất nhiều và rất thân thiết, gần gũi với lại Đức Tiến. Và khi nghe tin Đức Tiến qua đời thì Đỗ Thành cũng đã có những chia sẻ rất là cảm động ở trên trang Facebook của mình, chứng tỏ cái tình cảm của Đỗ Thành dành cho Đức Tiến cũng rất nồng nàn. Khánh Hoàng xin được mời lên đây MC Đỗ Thành. Trong diễn viên thì thôi trong khi chờ đợi thì Khánh Hoàng chắc mời Ngọc Khánh. Ngọc Khánh là Ngọc Khánh đã có những, rất nhiều những kỷ niệm với đặc biệt tiên. Em có thể chia sẻ nhanh còn trước khi chúng ta chờ Đỗ Thành. Về công việc, về nghề thì chắc có lẽ là mọi người đã nghe về hình ảnh Đức Tiến như thế nào rồi. Còn về riêng với bản thân em á, thì có một cái kỷ niệm rất là đẹp với anh Tiến, với lại chị Bình Phương á, là với bản thân của em và anh Tiến đều đi vòng về Việt Nam để hai anh em nói là thôi bây giờ mình, tại vì em và anh Tiến đều sinh tháng 1. Cho nên đó là từ khi mà tụi em qua Mỹ tới giờ là năm nào hầu như là ngoại trừ em đi Houston thôi. Còn năm nào khi mà còn ở đây là lúc nào tụi em cũng cùng nhau thổi chung với nhau, cùng với Khoa nữa, là mua một cái bánh sinh nhật tháng 1, rồi ba anh em cắm mỗi người một cái nến xong hát happy birthday rồi cùng nhau thổi một cái nến. Cái giai đoạn mà có thể nói rằng là nhiều người ít biết nhất, bởi vì anh Đức Tiến nói rằng là anh thích mọi người biết anh về nghề thôi, còn về hình ảnh của một người cha và một người chồng chắc có lẽ mọi người không biết. Thì em xin phép chị Bình Phương để được kể. Anh Tiến là một trong những cái người tụi em hay ghẹo thì thôi, nhưng rất là dễ thương, mọi người có tin không? Cái đợt đó là hai tụi em đó là thôi mình săn con heo, tại vì ảnh đó thì tụi con dê, tại vì tụi em sinh tháng 1 cho nên nó còn bị lai giống cái năm cũ. Ảnh thì tụi con dê, em tụi con mèo. Xong đó là thôi giờ năm nay là hợp tuổi là mình cùng quyết định về làm IVF á, là lấy để có con con heo đi. Em thì may mắn hơn là em chỉ có một lần là có. Còn mà chị Phương và anh Tiên thì cái lần đó là bị miss. Xong lúc mà anh gọi điện thoại cho em á, anh nói là trời ơi, anh buồn quá, anh bị miss rồi. Em hỏi chứ, ủa vậy thì còn chị Phương thì sao? Anh nói là anh không dám hỏi, anh chỉ dám động viên thôi. Và anh nói rằng là ai mà làm lần đầu mà không bị vậy, bởi vì anh không muốn tạo áp lực cho chị Phương. Lúc đó thật lòng á, là em như lặng người vậy đó. Em nói chứ thường á là người đàn ông á họ bị mất mát á, họ hay chia sẻ nhưng họ không dám nói với vợ mình, đi kể với em, bởi vì không muốn những cái lời đó làm tổn thương chị Phương.
sao em nói không sao đâu anh ơi, tại chẳng qua là em may mắn thôi, anh với chị Phương sẽ được cố gắng lên. Và khi quyết định lần thứ hai là anh quan tâm chị lắm mọi người, chắc có lẽ là anh ít kể cho chị nghe lắm, anh gọi cho em hoài, anh nói là bây giờ mày chỉ anh đi, làm như vậy thì mình nên ngồi như thế nào, mình nằm ra làm sao, món gì ăn không được, trái gì ăn không được, trái thơm ăn được không, ê cái canh đó ăn được không. Bây giờ tại vì tao biết là bác sĩ gửi cho cái list mà tao không biết, bây giờ mày chỉ tao đi. Thật sự nha, bản thân của Ngọc Khanh chưa bao giờ nói chuyện với một người đàn ông nào mà nhất là trong nghề mà quan tâm từng chút như vậy luôn. Sao em hỏi chứ, ủa mà chỉ ăn thịt kho, ai kho, đừng nói anh bắt chị kho chứ. Không, anh đi lẹ xong anh đi chợ, anh đi chợ xong về để anh kho cho chị ăn, bởi vì chị ngán lắm, chết rồi chị ngán lắm mày ơi, chị không ăn được gì hết trơn á. Rồi có một cái được là lúc đó chị bị khó tiêu, xong anh cũng gọi, bây giờ chị bị khó tiêu, bây giờ mày bị thời điểm đó mày bị khó tiêu mày sao. Thật sự luôn á, là những cái em biết á, là em nhắc lại là chị sẽ rất là xúc động, nhưng bản thân em cũng rất là xúc động trong cái giai đoạn mà anh biết á, là anh rất là kỹ với chị và rất là khe cho lúc mà thời gian chị có bầu. Các em nhớ là ủa vậy bây giờ chị sao rồi, sao anh đi làm suốt vậy, vừa đi chợ rồi còn lo tới chị ăn uống. Thì anh mới nói tội ra anh bào, tại tụi em hay chọc anh á, hay ghẹo anh nhớ không, anh Tiến là đi bào, tại anh xiên quá tụi em hay kêu là anh bào, cái gì anh cũng làm á. Thì em nói là anh ơi sao làm nhiều quá vậy, xong anh nói chứ giờ mày nghĩ sao vậy, bây giờ tao phải làm nhiều hơn, sắp có con rồi nè, với lại tao không muốn để cho chị Phương bị áp lực về tài chính, tao không muốn chị bị lo lắng bên ngoài, cho nên là anh sẽ phải làm nhiều hơn để lo cho gia đình. Dạ, cảm ơn em rất nhiều, cái đó anh nghĩ là cái kỷ niệm sẽ còn rất nhiều. Thôi bây giờ mình